thì các bạn có thể thấy rằng cái độ phức tạp nó sẽ rơi nhiều nhất vào cái khu vực mà sọt này, đúng không? Đấy, thì đây sọt của chúng ta sẽ tốn là n log n, đúng không? Big O của chúng ta. Just give me something I can hold on to, something here for us to prove it isn't over, 'cause it isn't over. Just give me something I can hold on to, promise me, I'll promise you. Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bài hát ở trên Discord 759. Thì cái Discord 759 này nó sẽ đại diện cho cái dạng sắp xếp thời gian, công việc và sử dụng thuật toán tham lam, giải đổi tham lam. Thì lớp CDC của mình xếp vào cái dạng liên quan tới sắp xếp công việc thời gian trong bài Greedy. Nếu các bạn muốn giải nhiều hơn cái dạng này thì các bạn có thể đăng ký tham gia lớp CDC của chúng tôi. Thì mình dạy rất kỹ giải tham lam để các bạn có thể giải quyết những cái bài liên quan đến sắp xếp này. Và tiền thân của bài lead code 759 này sẽ chính là cái bài toán merge intervals. Đây là lead code 56. Nếu chúng ta muốn làm được tốt cái bài 759 thì chúng ta có thể làm bài 56. Thì ở Photonics CTC tụi mình dạy các bạn lập trình đi từ đơn giản đến phức tạp. Thì khi các bạn làm xong cái bài 56 rồi thì làm cái bài 759 này sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Về cơ bản cái mục tiêu của cái bài 759 này sẽ là, ví dụ bạn là một cái người làm nhân sự trong một công ty, thì làm sao bạn có thể là tính được cái khoảng thời gian rảnh của tất cả các nhân viên, và bạn phải tổ chức được một cái buổi đi chơi hoặc là buổi liên hoan chẳng. Thì bây giờ mình có một cái lịch làm việc của tất cả mọi người, làm sao mà chúng ta tính ra được cái khoảng thời gian nào là cái khoảng thời gian mà tất cả những nhân viên không làm việc và họ đang giải lao. Thì đây là cái nhiệm vụ của chúng ta. Thì đề bài người ta có nói là ở đây người ta cho một cái list để cái lịch của những cái nhân viên này, đúng không? Và mỗi một cái thành phần thì nó đại diện cho một cái thời gian làm việc của nhân viên đó. Và một cái thời gian làm việc của một nhân viên thì nó gọi là intervals. Và những cái intervals này đã được sắp xếp. Một lát nữa mình sẽ demo các ví dụ thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ phải là trả về một cái danh sách những cái thời gian mà hữu hạn và đại diện cho việc là những khoảng thời gian rảnh rỗi chung của tất cả các nhân viên và đã được sọc theo order. Đây, ví dụ đây là thời gian làm việc của các nhân viên. Đấy. Nhưng mà một cái này chính là một cái interval, chính là một cái khoảng thời gian làm việc của một nhân viên. Đấy. Bắt đầu là 1 và kết thúc là 2. Đấy. Nhưng mà ở đây người ta có nốt cho chúng ta là cái giá trị 1, 2 này sẽ không lưu dưới dạng một cái mảng như này. Ta lưu như này chỉ để chúng ta dễ nhìn thôi, để dễ debug thôi. Nhưng bản chất nó lưu dưới dạng là một cái object. Đấy. Một cái interval. Đấy. Có cái thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc. Chỉ bạn hiểu đơn giản đây sẽ là một cái khoảng thời gian một người nhân viên làm việc, và một người nhân viên này có thể làm việc trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Đấy, có nghĩa có nhiều interval. Đây, ví dụ các bạn thấy này, thì nhân viên 1 này người ta có hai cái interval, đấy, hai khoảng thời gian làm việc, đấy, từ 1 đến 2, đấy, xong nghỉ trong khoảng thời gian 2 đến 5, đúng không? Và tiếp tục làm việc từ 5 đến 6. Đấy. Người 2 này chỉ có một khoảng làm việc thôi. Đấy, và người 3 này cũng có khoảng một khoảng làm việc. Đấy, bắt đầu từ 4 và thúc vào 10. Thì một cách đơn giản để các bạn có thể là tìm ra những cái khoảng thời gian rảnh chung của tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ vẽ một cái khung thời gian. Đấy. Ta chọn những cái điểm này là mốc, đúng không ạ? Ví dụ cái khung thời gian của chúng ta sẽ bắt đầu từ, ví dụ đây là âm vô cùng đi, và kết thúc là dương vô cùng, đúng không? Thì chúng ta có những điểm mốc, ví dụ điểm mốc 1. Đây, chúng ta có những điểm mốc 1 đây. Ta đặt 1 ở đây, đúng không? Tiếp theo điểm mốc
lớn hơn sẽ là 2. Điểm mốc lớn hơn nữa sẽ là 3. Đúng không? Lớn hơn nữa sẽ là 4. Và chúng ta sẽ có 5, 6 nữa. Và 10. Đúng không? Thì ví dụ đây mình quy định người thứ nhất sẽ là cái màu xanh. Thứ nhất đây. Thì khung làm việc của người ta sẽ là từ 1 đến 2 và từ 5 đến 6. Thì đây. 1 đến 2 và 5 đến 6. Đúng không? Người thứ hai là màu đỏ. Thì người này chỉ làm việc từ 1 đến 3 thôi. Thì các bạn có thể thấy là khi mà từ 1 đến 2 thì cả hai người này cùng làm việc, đúng không? Và người thứ ba chúng ta quy định là màu xanh như thế này, thì người này sẽ làm việc từ đâu? Thứ ba, từ 4 đến 10. Vậy sau khi chúng ta vẽ như thế này rồi thì chúng ta sẽ phát hiện ra một số cái khu vực mà tất cả đều rảnh, có nghĩa là không có một cái vạch nào được để lên trên. Thì đây các bạn có thể thấy là ở đây từ âm vô cùng này đến 1 này là tất cả đều rảnh, đúng không? Từ 3 đến 4 này tất cả đều rảnh. Đó. Và từ 10 đến dương vô cùng này là tất cả đều rảnh. Nhưng mà người ta mong muốn là chúng ta phải trả về những cái khoảng thời gian mà hữu hạn, có nghĩa là finite này, intervals này, có nghĩa là chúng ta không được chứa âm vô cùng hoặc dương vô cùng. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chỉ có một khung thời gian mà tất cả đều rảnh, chính là 3-4. Chúng ta sẽ chạm với 3-4. Return 3-4. Và sẽ có nhiều khoảng thời gian mà đều rảnh để chúng ta sử dụng một cái mảng trong cái mảng. Tương tự đến trường hợp tiếp theo chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng sẽ vẽ ra những cái khung thời gian để từ đó chúng ta xác định ra được là những khoảng thời gian mà chúng ta dành chung, đúng không? Đầu tiên chúng ta cũng sẽ có là âm vô cùng này, dương vô cùng này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có 1 này, đúng không? Nhỏ nhất này, 2 này, chúng ta sẽ có 3, à đây, có 4, có 5, 6, 7. 5, 6, 7. Chúng ta sẽ có 9 và 12. Thì với người 1, người 1, người này sẽ làm việc từ 1 đến 3, đúng không? 6 đến 7. Người 2, người này sẽ làm việc từ 2 đến 4. Và người 3, người này em sẽ làm việc từ 2 đến 5 và 9 đến 12. 2 đến 5 và 9 đến 12. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là một số cái khoảng mà nó còn thừa ra. Đấy. Và không có ai làm việc trong cái khoảng thời gian này. Thứ nhất là cái khu vực này. Đúng không? Tiếp theo gióng từ trên xuống dưới ta thấy đấy có 5, 6. Và chúng ta sẽ có 7, 9 nữa. Đúng không? Và chúng ta sẽ có 12. Đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có 4 cái khoảng thời gian mà tất cả đều rảnh. Nhưng mà chúng ta lấy những khoảng thời gian mà hữu hạn thôi, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải trả về hai cái này, return cái mảng trong đó hai cái mảng còn 5, 6, 7, 9. Thì đây chính là kết quả của chúng ta. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể là giải quyết cái bài toán này? Cái cách thiết kế cái giải thuật của chúng ta như thế nào? Đầu tiên với cái bài 1, ví dụ 1,
Thì bây giờ làm thế nào chúng ta ra được một cái khung thời gian như thế này? Thì thường ấy, với những cái bài như này ấy, chúng ta dùng giải thuật tham lam ấy, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ phải duỗi, sẽ duỗi cái mảng này ra thành tất cả những cái khoảng thời gian chung. Có nghĩa là mình không còn dành cho từng người một nữa, mà mình duỗi tất cả ra. Ví dụ từ cái mảng này chúng ta sẽ duỗi thành một hai, đúng không? Chúng ta bỏ đi, không còn là một, không còn là người hai, không còn người ba nữa, mà chúng ta sẽ bỏ hết ra, bỏ tất cả những interval này ra thành chung trong cái mảng thôi. Đó. Tiếp đây sẽ là 1, 3, ở đây sẽ là 40. Đó. Và để mà theo cái thứ tự tăng dần như này thì chúng ta sẽ phải sort, chúng ta sẽ phải sắp xếp theo cái phần tử đầu tiên. Đây, theo phần tử đầu tiên. Đó. Sắp xếp phần tử đầu tiên thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Chúng ta sẽ sắp xếp tăng dần theo cái vị trí đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ được cái mảng mới. Đây. Thì bây giờ 1, 2 và 1, 3 sẽ đứng đầu tiên. 1, 2, 1, 3. Sau đó sẽ đến 4, 10 đúng không? Đấy, thì 4 lớn hơn 1 này. Đấy. Và 5, 6 sẽ đến cuối cùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Để tìm ra kết quả thì chúng ta sẽ phải là tìm ra những khoảng thời gian mà hai cái interval bất kỳ, ví dụ interval 1 này, interval 2 này, nó không nằm đè với nhau. Ví dụ trong trường hợp này là khoảng thời gian 1, 2 và khoảng thời gian 1, 3 như ở đây, màu xanh và màu đỏ này, đang đè với nhau. Nên là giữa hai khoảng thời gian này sẽ không có khoảng thời gian rỗng. Đấy. Đúng không? Đó có nghĩa là chúng ta không thể tìm ra cái khoảng thời gian giữa ở đây. Đấy, mà rỗng. Đấy. Nhưng mà đến cái interval số 3 này, chúng ta thấy này, cái vị trí bắt đầu vị trí bắt đầu của cái interval này lại lớn hơn vị trí kết thúc của interval lần trước, nên là cái khoảng thời gian từ 3 đến 4 của chúng ta là rỗng, là không có ai làm việc gì trong thời gian này, đúng không? Thì các bạn có thể thấy này, giống như ở trên này, giữa 3 và 4 này, chúng ta không có ai đang làm gì cả, đúng không? Tương tự giữa cái interval 3 và interval 4, đúng không? Vì cái kết thúc của cái interval 3 này nó lớn hơn cái bắt đầu, nên hai cái khoảng thời gian này nó sẽ chồng với nhau. Hai khoảng thời gian này sẽ chồng với nhau. Và chúng ta cũng không tìm ra được một cái khoảng thời gian nào rộng giữa này. Tại vì 5 này nhỏ hơn 10 mà. Trong trường hợp này các bạn có thể thấy là cái khoảng thời gian 4, 10 này nó ôm trọn khoảng thời gian 5, 6. Nên sẽ không có khoảng thời gian rỗng giữa hai cái này. Đấy. Thì đây chúng ta đã bắt đầu hình thành được cái suy nghĩ và cái thuật toán của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ lặp qua tất cả những cái thành phần này, thành qua những cái khoảng thời gian này, đúng không? Và nếu nếu kết thúc của khoảng thời gian gì? Thời gian trước mà nhỏ hơn bắt đầu của khoảng thời gian sau, ví dụ ta cho là kết thúc của khoảng thời gian trước chính là x đi, đúng không? Và bắt đầu của khoảng thời gian sau chính là y đi, đúng không? Thì x y này
có phải là câu trả lời của chúng ta không? Đúng không? Ví dụ trong trường hợp mà 3, 4 như vừa nãy, đúng không? Kết thúc của thời gian trước chính là x, và bắt đầu của khoảng thời gian sau chính là y. Trong trường hợp này x nhỏ hơn y thì ta cứ gọi 3 và 4 là đúng. Nhưng mà đến đây có chắc chắn là đã đúng? Thực ra câu trả lời là đúng nhưng mà chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Chưa đủ nó sẽ thể hiện ở một cái trường hợp như thế này. Đây. Nếu các bạn thấy cái trường hợp này nó sẽ có một số điểm khác. Ta không dùng cái khoảng thời gian 1, 2 nữa mà đây là khoảng thời gian 5 đi. Đúng không? Thì rõ ràng theo cái việc sắp xếp theo phần tử đầu tiên thì 1, 5 vẫn đứng đầu. Sau đó là 1, 3. Đúng không? Tiếp theo là 4, 10. Tiếp theo là 5, 6. Bây giờ cái x, y của chúng ta vẫn thỏa mãn điều kiện. Đúng không? X nhỏ hơn y. Nhưng ta kết luận là cái khoảng thời gian x và y là câu trả lời cuối cùng, liệu có đúng hay không? Đúng không? Còn nếu các bạn vẽ ra như ban đầu, chúng ta sẽ có 9, 1, 3, 4, 5, 6, 10. Thì ví dụ cái 1 năm này nó sẽ kéo dài từ 1 đến 5, đúng không? 1, 3 này sẽ 1, 3. 4, 10 này, đúng không? Và 5, 6. Chúng ta kết luận là 3, 4 là câu trả lời của chúng ta. Nhưng trong trường hợp này các bạn có thể thấy là tất cả những cái khoảng thời gian đã chồng đến nhau. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ phải return là rộng, mảng rộng, đúng không? Rộng. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao 3, 4 lại không phải là cái kết quả? Thì các bạn chú ý này, cái khoảng thời gian 1 năm này nó đã bao trọn cái khoảng thời gian 1, 3 rồi. Đấy. Nên là trong trường hợp này ta phải sử dụng cái khoảng thời gian 4, 10 này. Đấy. Ta so sánh với 1 năm. Và cụ thể chúng ta sử dụng cái thời gian bắt đầu này. Thời gian bắt đầu này. So sánh với cái thời gian kết thúc lớn nhất trong những khoảng thời gian phía trước. Đó chính là cái năm. Đúng không? Đấy. Ta phải sử dụng 4 này này. Ta không phải so sánh với 3 mà ta sử dụng 4 này, ta so sánh với 5. Đó. Phải sử dụng khoảng thời gian bắt đầu so sánh với khoảng thời gian kết thúc max. Khoảng thời gian kết thúc. À, tại vì cái khoảng thời gian kết thúc của nó dài ấy, nó sẽ chiếm tất cả những cái khoảng thời gian kể cả đằng sau nó, đúng không? Ví dụ trong trường hợp này 1 trên 5 mà nó sẽ bao trọn 1 trên 3. Đấy. Nên để tìm khoảng thời gian mà rỗng ấy, chúng ta luôn phải làm như vậy. So cái bắt đầu này ở một cái khoảng thời gian kỳ với cái kết thúc lớn nhất ở phía trước, đó, thì chúng ta mới tìm ra được khoảng thời gian rỗng. Đây chính là thuật toán của chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ viết gọn cái thuật toán này cho một các bạn xem. Đấy. Cái bước đầu tiên này, đấy, chúng ta sẽ duỗi. Khoảng thời gian của các nhân viên. Đó. Nghĩa chúng ta sẽ không coi nó là nhân viên 1 hay nhân viên 2 hay nhân viên 3 nữa. Đấy. Ta thêm tất cả những cái khoảng thời gian vào chung một cái mạng. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp, đúng không ạ? Các khoảng thời gian này theo cái thời gian bắt đầu.
Sau đó cho sẽ làm gì? Ta sẽ lưu trữ. Lưu trữ. Cái thời điểm kết thúc. Một nhất. Có thể chúng ta sẽ lấy cái thời điểm kết thúc của cái phần tử đầu tiên là muộn nhất luôn, đúng không? Sau đó chúng ta lặp, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không lặp từ phần tử đầu tiên, đúng không? Chúng ta sẽ lặp từ phần tử thứ hai, đúng không? Nếu thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian này mà sao mà nó lớn hơn, lớn hơn cái thời điểm kết thúc muộn nhất. Chú ý nha mọi người, không phải thời điểm kết thúc của cái đằng trước mà thời điểm kết thúc của cái muộn nhất. Đấy. Thì chúng ta mới sử dụng cái khoảng thời gian rỗi này và ta cho cái thời điểm kết thúc muộn nhất chính là x đi. Đó. Và cái thời điểm bắt đầu chúng ta là y. Đó. Bởi vì cái thời điểm bắt đầu là lớn hơn thời điểm kết thúc nên cái khoảng thời gian rộng sẽ là x và y. Đó. Vì chúng ta lặp từ ban đầu thôi thì chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào những cái trường hợp là vô cùng hoặc là âm hoặc dương vô cùng cả. À, chúng ta sẽ không sợ trường hợp mà có những cái phần tử đỏ. Ok. Đấy. Thì một lần nữa mình nhắc lại là cái năm này. Đấy. Nếu mà chúng ta dùng 4, đúng không? So với 3 thì chúng ta kết luận được là 3 và 4 là phù hợp. Đấy, nhưng mà trong trường hợp mà cái 5 sẽ là cái mà lớn nhất. Đấy, nên chúng ta phải sử dụng 4 so với 5. Thì trong trường hợp này 4 nhỏ 5. Đúng không? Nên là sẽ không có cái nào thỏa mãn cả. Đó, đây chính là thuật toán của chúng ta. Đây là cái mình muốn các bạn chú ý. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở việc này, mà sau mỗi một lần khi có thêm một cái khoảng thời gian đã được lặp qua ấy, thì chúng ta sẽ phải là cập nhật lại cái thời điểm kết thúc muộn nhất, đúng không? Vì có thêm một cái thời điểm kết thúc mới mà, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải cập nhật lại xem là cái thời điểm kết thúc mới này còn lớn hơn cái thời điểm kết thúc mà muộn nhất chúng ta đã lưu ở chỗ này không? À, thì chúng ta phải cập nhật. À. Thời điểm kết thúc muộn nhất. Thì cái xy mỗi cái lần mà chúng ta phát hiện ra là một cái khoảng thời gian phù hợp thì nó sẽ thêm vào một cái mảng. Cái mảng final nào đó. Đúng không? Khi chúng ta đã có thuật toán rồi chúng ta chỉ có code thôi, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái mảng. Sort thuật dạy shadow này. Để chúng ta sẽ duỗi ra. Duỗi những interval ra. Thì chúng ta sẽ lặp qua các nhân viên trong shadow này. Đấy. Và một nhân viên thì có rất nhiều cái interval. In. Thôi. Đó. Và mỗi cái interval này sẽ chính là một object ở bên trên. Đây. Và start và end. Đấy.
Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái stop to strain đó. Thêm cái interval này vào trong. Thì sau khi mà chúng ta đã duỗi ra rồi, không theo nhân viên nữa mà chỉ có interval thôi, thì chúng ta sẽ sort cái này. Đây là sort strain. Đây, để hàng sort trong pattern theo một điều kiện. Và điều kiện của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ sort theo cái start của những object này. Sẽ bắt đầu. Sau khi sort xong thì chúng ta sẽ lưu chữ thời điểm kết thúc muộn nhất. Max right sẽ bằng sort thử này. Đây, phân tử đầu tiên và là n, đúng không? Kết thúc muộn nhất. Và chúng ta sẽ làm từ phân tử thứ hai nếu khoảng thời gian hiện tại có cái thời điểm bắt đầu lớn hơn cái gì? Max right. Đúng không? Thì chúng ta sẽ append một cái interval mới. Interval này interval mà rỗng, tất cả đều không làm việc thời điểm này. Đấy. Với x chính là thời điểm kết thúc muộn nhất. Và tạo ra interval. Thời điểm kết thúc muộn nhất này. Và y của chúng ta là thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian này thì sẽ chính là start the schedule y là bắt đầu. Và đừng quên là sau mỗi một lần thêm lặp qua một cái interval, chúng ta phải cập nhật lại cái max right của chúng ta, cập nhật thời điểm muộn nhất thì sẽ bằng max của cái max right hiện tại với cái sort of schedule n, đúng không? Đấy. Phải tạo những final indicator nữa, đúng không? Đấy, đúng không? Đấy, đúng không? Đây là thử chạy cái code này xem. Đó. Thì cái test case này đã pass qua. Submit xem. Đó. Và chúng ta đã thành công trong cái submit bài này. Thì đây chính là cái việc thực thi cái code của chúng ta, đúng không? Vậy thì cái độ phức tạp của cái bài toán này nó sẽ như thế nào? Thì các bạn có thể thấy là cái độ phức tạp nó sẽ rơi nhiều nhất ở cái khu vực mà sort này, đúng không? Thì đây sort của chúng ta sẽ tốn là n log n, đúng không? Cái big O của chúng ta. Đó. Với n ở đây, đúng không? N là số gì? Interval 1. Chính là cái chiều dài của cái mạng này. Ok, đây sẽ là toàn bộ bài toán và cách mà thực thi. Hy vọng là các bạn đã học được cái điều gì đó từ cái bài toán này. Mà nếu các bạn mà muốn giải rất nhiều bài viết code, học cái cách phân tích sau đó mới thực thi code, thì các bạn hãy tham gia cái lớp CDC02 sẽ mở vào ngày 15 tháng 9. Và hy vọng là gặp lại các bạn ở cái lớp học này. Cảm ơn.